Quý vị thân mến, nhắc đến chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, người ta thường đề cập đến mốc thời gian ngày 17 tháng 2 năm 1979, ngày Trung Quốc đồng loạt nổ súng tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của nước ta. Ít ai biết rằng, ngay từ năm 1974, cùng với việc tranh thủ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, phía Trung Quốc còn đồng thời tiến hành các hoạt động tranh chấp tại biên giới phía Bắc và tung người dọc biên giới nhằm điều tra tình báo, lũng đoạn lực lượng. Biên giới Việt-Trung đêm ngày 17 tháng 2 năm 1979, trong khi một bên vẫn vui sống hòa bình, thì phía bên kia một lực lượng phản ứng nhanh gồm 8 đơn vị bộ binh, 20 lữ đoàn và các đơn vị hỗ trợ, tổng cộng là 300.000 binh sĩ, lúc đỉnh điểm lên tới 800.000, đã được tập hợp, được trang bị 1.000 xe tăng, ít nhất là 1.500 khẩu pháo. Rạng sáng hôm đó, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm Lai Châu đến Pò Hèn Quảng Ninh trên chiều dài 1.200 km. Đối mặt với quân Trung Quốc, ban đầu chỉ là lực lượng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Việt Nam. Đồi núi được biến thành pháo đài với đường hầm hố trồng. Bằng kinh nghiệm của gần 30 năm chiến tranh, Việt Nam đã chống trả dữ dội và chia thành các đơn vị nhỏ, cấp tiểu đội, tiểu tổ để dùng cách đánh du kích. Sau 3 tuần giao tranh, Trung Quốc đột ngột tuyên bố đạt được các mục tiêu và quyết định rút quân. Kể từ năm 1979 đã xảy ra ít nhất 6 cuộc xung đột lớn ở biên giới. Vào tháng 7 năm 1980, tháng 5 năm 1981, tháng 4 năm 1983, tháng 4 năm 1984, tháng 6 năm 1985 và tháng 12 năm 1986, kéo dài đến tận tháng 1 năm 1987. Tất cả đều do phía Trung Quốc khiêu khích hoặc lên kế hoạch nhằm đạt các mục tiêu chính sách đối ngoại lớn hơn. Đánh dập đầu điệp báo Trung Quốc. Giữa năm 1974, đoàn khảo sát biên giới tỉnh Cao Bằng tiến hành khảo sát đoạn Trà Lĩnh đối diện với công an xã Long Bang, huyện Trịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc. Ngay sau khi đoàn tiến hành công việc, số người từ Trung Quốc qua biên giới đi chợ, thăm thân nhân tăng lên đột biến và qua xác minh thấy có nhiều đối tượng khả nghi, trong đó nổi bật là Đàm Quế Thỏ. Với nhận định ban đầu, Đàm Quế Thỏ có khả năng là gián điệp con thoi do một trung tâm tình báo bên kia chỉ huy xâm nhập vào khu vực biên phòng Trà Lĩnh để thu thập tình báo, gây dựng cơ sở hoạt động phá hoại. Cơ quan chức năng quyết định cử một tổ cán bộ nghiệp vụ từ dưới xuôi lên đánh án. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng thời với công tác xác minh làm rõ đã nhận định Thỏ là gián điệp xâm nhập kiểu con thoi. Điều này được khẳng định khi Đàm Quế Thỏ liên tục mò sang dò la. Giữa tháng 9 năm 1974, khi hai ô tô của công an vũ trang tỉnh tới đồn Trà Lĩnh, Thỏ sang tìm chiến sĩ có họ với y đang công tác cho đơn vị và tò mò. Xe đưa những ai mà đông thế? Có việc gì quan trọng à? Chừng nào họ về, cho em đi nhờ một quãng. Ngay sau đó, phía Trung Quốc cho một phân đội bộ đội với đầy đủ vũ khí tới đóng ở Phai Can, đồng thời một tổ công an Trung Quốc cũng được phái đến phối hợp với bộ đội của họ. Cuối tháng 9 năm 1974, Thỏ giả vào thăm trạm kiểm soát Trà Lĩnh giữa lúc chiến sĩ Vũ đang ghi chép sổ sách. Lấy lý do đi tráng ấm pha trà, chiến sĩ Vũ để nguyên sổ sách và từ góc bí mật, cán bộ ta ghi nhận, Thỏ đọc trộm tài liệu. Khi chiến sĩ Vũ đem nước ra mời, Thỏ giả vờ nhắc nhở, cần phải để cao cảnh giác. Ngày cuối tháng 1 năm 1975, trong khi uống rượu với một cán bộ hợp tác xã mua bán huyện, Thỏ moi hỏi nhiều tin tức bí mật về đồn công an vũ trang và dân quân Trà Lĩnh, sau đó ghi chép vào giấy, giấu trong gấu áo. Sau đó ít giờ, tổ tuần tra công an vũ trang đã bắt quả tang, Thỏ trao đổi tài liệu mật và y đã phải khai nhận, được Vương Minh Lượng, đặc phái viên của Sở Phái xuất thuộc Công an Trung Quốc, huấn luyện nghiệp vụ và nhận nhiệm vụ điều tra để cung cấp tin tức về chính trị, quân sự, kinh tế Việt Nam. Sự thật về tổ công tác dân tộc. Nhiều năm trôi qua, nhưng nhiều cán bộ tỉnh ủy Hà Tuyên, nay là Hà Giang, vẫn không quên chuyên án PL92, làm rõ âm mưu thủ đoạn, phương thức hoạt động của bọn gián điệp từ bên kia biên giới. Sự việc này bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 1978 tại xã Phú Lũng, Đồng Văn, đối diện bên kia biên giới là công an xã Phù Sáng, huyện Malifor, Vân Nam, Trung Quốc. Đồn công an vũ trang Bạch Đích phát hiện các đối tượng từ Trung Quốc xâm nhập qua Việt Nam, tìm cách gặp một cán bộ người Dao có uy tín trong xã và viết thư đề nghị.
vận động nhân dân tập hợp lực lượng chống lại chính quyền, Trung Quốc sẽ giúp đỡ. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan chức năng và sự phối hợp giúp đỡ của lực lượng nghiệp vụ, cán bộ ta đã triển khai các động tác giả theo phía bên kia. Đại diện nhóm người bên kia biên giới là Phan Văn Sen đã chỉ đạo cán bộ ta tổ chức lại dân quân gồm những người thân tín, càng đông càng tốt, thông qua lực lượng này và những đồng chí thân Trung Quốc mà vận động dân bám biên giới không di chuyển về sau. Thậm chí Sen còn yêu cầu gửi gấp danh sách dân quân thân Trung Quốc gồm 24 người để Sen báo cáo xin vũ khí trang bị cho họ, và sau đó Sen dẫn hai đối tượng khác mang theo súng ngắn AK bắn gấp xâm nhập Việt Nam. Khi bị phục kích bắt gọn tại điểm hẹn, các đối tượng thừa nhận là gián điệp Trung Quốc đã phải khai nhận. Hoạt động thám báo tình báo vào khu vực biên phòng Việt Nam với nhiệm vụ xâm nhập, điều tra, thu thập tin tức tình báo, phục vụ cho các yêu cầu về quân sự, đồng thời lôi kéo, móc nối cơ sở trong hàng ngũ chủ chốt cấp xã để xây dựng chính quyền hai mặt, phục tùng sự điều khiển của Trung Quốc. Ba đối tượng gián điệp còn cho biết, chính quyền Trung Quốc phiên chế những kẻ xâm nhập trong các tổ chức được gọi là Tổ Công tác Dân tộc. Thực chất, đây là những tổ tình báo gián điệp hoạt động sâu vào lãnh thổ Việt Nam, có sự chỉ đạo chặt chẽ theo hệ thống bí mật từ trên xuống dưới. Các đối tượng thừa nhận vậy và cung cấp thêm. Ở Malifor còn có 3 tổ tình báo khác, hoạt động tại các hướng Má Lĩnh, Bả Pú, Múng Tủng, đối diện huyện Đồng Văn. Tất cả các tổ đang cố gắng móc nối sang Việt Nam để nhanh chóng biến chính quyền cấp xã ở khu vực biên giới Việt-Trung của Việt Nam thành chính quyền hai mặt, biến dân quân Việt Nam thành lực lượng ngầm tại chỗ của Trung Quốc, sẵn sàng nổi dậy gây bạo loạn chống Việt Nam. Năm 1978 có thể nói là thời điểm gian nan nhất của lực lượng công an vũ trang kể từ khi được thành lập, trong đó phải kể đến địa bàn tỉnh Hà Tuyên. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Công an Vũ trang Hà Tuyên, trong năm 1978 đã xảy ra 32 vụ phía Trung Quốc lấn chiếm với tính chất hung bạo, khiêu khích ngày càng rõ rệt. Ở phía Tây, khu vực Hồ Pả, Mã Tẻn nhiều năm đã bị người Trung Quốc xâm canh trái phép. Ngày 20 tháng 7 năm 1978, phía Trung Quốc lén lút di chuyển cột mốc và cho lực lượng vũ trang của họ mai phục, bắt trói tổ công tác 3 người của đồn công an vũ trang Bản Máy do Thiếu úy Nguyễn Xuân Thiều chỉ huy đang làm nhiệm vụ tuần tra. Lính Trung Quốc cải trang làm dân thường không chỉ bắt trói, khênh các chiến sĩ công an vũ trang về Trung Quốc mà còn la ó, vu khống tổ công tác, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. Thấy chiến sĩ ta kiên quyết đấu tranh phản đối hành động bắt người sai trái và thủ đoạn đơn phương di rời cột mốc, lính Trung Quốc súng lại, dùng sống dao và báng súng đánh đập. Biên giới phía Bắc, đầu tháng 2 năm 1979, những ngày trước khi nổ súng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đất nước thống nhất, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ cấp bách của cả nước lúc này là tập trung khôi phục và phát triển kinh tế, nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh tàn phá. Đối với các đơn vị quân đội có nhiệm vụ vừa tham gia xây dựng kinh tế, kết hợp với quốc phòng, chủ yếu tập trung vào vùng biên giới, nơi sung yếu, làm giao thông, kết hợp trồng rừng, vừa huấn luyện công tác đã sẵn sàng chiến đấu. Ngày 29 tháng 5 năm 1976, Chủ tịch nước ký sắc lệnh 45/SL sắp nhập quân khu Tây Bắc và quân khu Việt Bắc thành quân khu 1. Lúc này quân khu 1 gồm 7 tỉnh: Bắc Thái, Cao Lạng, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên, Vĩnh Phú, Lai Châu và Sơn La. Trên địa bàn quân khu có 40 dân tộc anh em, nhiệm vụ của quân khu sau khi được sáp nhập là: một là phải duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và an ninh chính trị, trật tự xã hội trong nội địa. Hai là chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng lực lượng vũ trang cả ba thứ quân vững mạnh, rộng khắp, được rèn luyện thường xuyên, cơ bản để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Ba là tích cực tham gia xây dựng kinh tế, gắn kinh tế với quốc phòng an ninh. Bốn là sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ quốc tế với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để kịp thời thống nhất về tổ chức lãnh đạo, ngày 7 tháng 6 năm 1976, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định hợp nhất hai đảng bộ quân khu Việt Bắc và quân khu Tây Bắc thành một đảng bộ, lấy tên là Đảng bộ quân khu 1, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương.
Ngày 19 tháng 11 năm 1976, tại khu vực gần bến phà Đoan Hùng, Trung đoàn Công binh 89 được thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn Cầu Phà và Tiểu đoàn Công trình thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Trong thời gian này, những đơn vị làm kinh tế kết hợp với quốc phòng được thành lập và kiện toàn. Ở Lào Cai, Yên Bái có đoàn 344, đoàn 345. Ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng có trung đoàn 567. Ở Ngân Sơn, Bắc Thái có trung đoàn 677. Ở Thác Bà, Yên Bái có trung đoàn 254. Ở Lai Châu có trung đoàn 471 và trung đoàn 82. Ở Sơn La có trung đoàn 184. Ngoài ra, ở mỗi huyện biên giới còn thành lập một đội có từ 300 đến 500 người làm nhiệm vụ mở đường, trồng rừng, làm thủy lợi, thủy điện nhỏ, kết hợp bảo vệ biên giới Tổ quốc. Từ năm 1977, tiếp theo những diễn biến căng thẳng ở biên giới Tây Nam, tình hình biên giới phía Bắc của Tổ quốc bắt đầu xuất hiện phức tạp. Ở một số địa phương giáp biên giới thuộc địa bàn quân khu 1 đã xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư, có biểu hiện phía Trung Quốc tạo cớ gây xung đột nhỏ. Ngày 30 tháng 4 năm 1977, tập đoàn phản động Pol Pot Yang Sari gây chiến tranh trên biên giới Tây Nam nước ta. Lúc này tình hình biên giới phía Bắc đột xuất trở nên căng thẳng, mất ổn định và có thể dẫn tới xung đột. Tháng 6 năm 1977, quân khu tiếp nhận sư đoàn 316 thuộc quân đoàn 3 từ phía Nam chuyển ra. Đồng thời, Bộ Tư lệnh quân khu quyết định thành lập các trung đoàn, binh chủng 231, 124 và 976. Như vậy, từ chỗ giải thể giảm quân số vào cuối năm 1975 và năm 1976, đến đầu năm 1977, lực lượng vũ trang quân khu 1 bắt đầu được mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới. Ngày 29 tháng 6 năm 1977, tại Sở Chỉ huy quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Quyết, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 3 đại diện bên giao, Thiếu tướng Đàm Quang Trung, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 1 đại diện bên nhận, cùng các cơ quan chức năng của hai quân khu tiến hành bàn giao nhiệm vụ phòng thủ chiến lược chủ yếu phía Đông Bắc cho quân khu 1, gồm hai tỉnh Quảng Ninh, Hà Bắc, đồng thời tiếp nhận các đơn vị Sư đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn 325B, Sư đoàn Bộ binh 431 dự bị, Lữ đoàn 242, Trung đoàn 272, Tiểu đoàn Công binh Công trình, Tiểu đoàn Tàu thuyền, Đại đội Trinh sát, hai đại đội Thông tin cùng toàn bộ vật chất trang bị của Bộ đội Thường trực và Dân quân Tự vệ. Cuối năm 1977 và đầu năm 1978, tình hình biên giới phía Bắc diễn biến ngày càng phức tạp. Phía Trung Quốc tăng cường xâm lấn đất đai, khiêu khích vũ trang dọc tuyến biên giới, tung tin, xuyên tạc, vu cáo, kích động nhân dân dọc biên giới, dồn ép người Hoa, dựng nên sự kiện nạn Kiều. Hàng vạn người Hoa từ các nơi rắt ríu, gồng gánh lên biên giới để trở về Trung Quốc. Khi người Hoa kéo lên đông thì phía bên kia đóng cửa biên giới. Hàng ngàn gia đình phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nằm lại ở các cửa khẩu, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các cửa khẩu biên giới rất phức tạp. Thời gian này, Trung Quốc điều động quân và binh khí kỹ thuật áp sát biên giới, ngày đêm nổ mìn làm đường, thiết bị công sự, trận địa, diễn tập quân sự, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Về kinh tế, họ tuyên bố cắt viện trợ quân sự và ngừng thi công các công trình, yêu cầu Việt Nam nhanh chóng thu xếp hoàn trả số hàng quân sự cho vay theo quy chế viện trợ hoàn lại, thanh toán sau chiến tranh, được quy đổi thành ngoại tệ mạnh. Đầu tháng 3 năm 1978, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, trực tiếp là Cục Tác chiến, quân khu 1 đã tổ chức điều chỉnh, bố trí lực lượng chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ trên các khu vực. Trung đoàn 82 được điều lên Điện Biên, Sư đoàn 316 từ Nghĩa Lộ lên Bình Lư, Lai Châu. Sư đoàn 346 đang làm đường ở Hà Tuyên, chuyển sang Cao Bằng. Sư đoàn 325B triển khai ở Đình Lập, Tiên Yên, Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị Bộ tăng thêm lực lượng cho Lữ đoàn 242. Ngày 2 tháng 5 năm 1978, Tư lệnh Quân khu 1 ra quyết định Sư đoàn 345 vừa xây dựng kinh tế lâm trường, mỏ Apatit Lào Cai, vừa sẵn sàng chiến đấu. Ngày 22 tháng 4 năm 1978, Sư đoàn Bộ binh 346 chính thức được thành lập theo quyết định của Tổng Tham mưu trưởng, chuyển sang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ngày 26 tháng 5 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ra sắc lệnh tách các tỉnh thuộc quân khu Tây Bắc cũ và 3 tỉnh Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên ra khỏi quân khu 1 để thành lập quân khu 2. Sắp nhập tỉnh Quảng Ninh và Hà Bắc thuộc quân khu 3 và quân khu 1. Lúc này quân khu 1 có 4 tỉnh, Bắc Thái, Quảng Ninh, Hà Bắc và Cao Lạ. Đồng chí Vũ Lập là tư lệnh quân khu 2, đồng chí Đàm Quang Trung là tư lệnh quân khu 1.
Ngày 27 tháng 7 năm 1978, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 4 họp ra nghị quyết. Trung ương Đảng chỉ rõ nhiệm vụ trước mắt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của tập đoàn phản động Pol Pot Yang Sari trên biên giới Tây Nam, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ và trình độ sẵn sàng chiến đấu trên hướng biên giới phía Bắc và Tây Bắc, sẵn sàng đánh bại cuộc chiến tranh lấn chiếm của đối phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc. Ngày 4 tháng 9 năm 1978, Bộ Quốc phòng có mệnh lệnh tác chiến chính thức bằng văn bản cho quân khu 1. So với chỉ thị trước đó, có tăng thêm sư đoàn 338 lên phòng thủ trên hướng Đình Lập, thay sư đoàn 325 về hướng Quảng Ninh. Ngày 3 tháng 12 năm 1978, quân khu 1 và quân khu 2 nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao cho tất cả các lực lượng vũ trang quân khu. Bộ Tư lệnh quân khu chỉ thị cho các địa phương, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Các sư đoàn, trung đoàn đóng quân trên dọc tuyến biên giới được bố trí thành hai lực lượng, tiền phương và hậu cứ. Các chiến sĩ bộ binh ăn ngủ ngay trên các điểm tựa chiến hào. Dân quân tự vệ duy trì chế độ thường trực 24/24 trong ngày để phối hợp với bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Quốc hội quyết định tái lập hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Cao Bằng sáp nhập hai huyện Chợ Rã và Ngân Sơn của tỉnh Bắc Thái, Lạng Sơn thêm huyện Đình Lập của Quảng Ninh. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, đáp lời kêu gọi của nhân dân và mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, bộ đội quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân nước bạn đã giải phóng thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot Yang Sari. Dự đoán sau sự kiện này, đối phương có thể phản ứng mạnh ở biên giới phía Bắc. Ngày 8 tháng 1 năm 1979, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra chỉ thị sẵn sàng chiến đấu cao cho toàn quân. Chỉ thị nêu rõ, tất cả các quân khu, quân chủng, binh chủng, đặc biệt là quân khu 1, quân khu 2 và các tỉnh biên giới phía Bắc, các quân chủng phòng không, không quân, hải quân phải ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Các sư đoàn, các đơn vị trực thuộc của quân khu và quân binh chủng, các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội bộ đội địa phương tỉnh và huyện phải bảo đảm từ 1/3 đến 2/3 quân số luôn luôn tại trận địa chiến hào. Các trận địa pháo mặt đất, pháo phòng không phải bố trí sẵn ở trận địa, nếu có địch là nổ súng được ngay. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc huy động trên 60 vạn quân với hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và hàng nghìn khẩu pháo, mở cuộc tiến công ồ ạt vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Quảng Ninh đến Lai Châu. Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, toàn dân tộc ta bước vào cuộc chiến đấu mới, chống quân xâm lược. Qua 30 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quân và dân ta đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó 280 xe tăng và xe bọc thép, phá hủy 115 khẩu pháo và súng cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí. Trước sức tiến công mạnh mẽ của quân và dân ta, đồng thời bị dư luận tiến bộ trên thế giới kịch liệt lên án, ngày 6 tháng 3 năm 1979, phía Trung Quốc bắt đầu vừa đánh vừa rút quân và kết thúc rút quân về nước vào ngày 18 tháng 3 cùng năm.